Ni tua. Đen. Em đang tiếp tục series cho ngày mai là Noel. Thiệt mẹ. Ai dở ngọc đầu. Làm cho ngày mai chị ơi. Bởi vì đưa trời Phương có sốt hoặc Khánh mà dễ vừa không ship. Có đưa không? Có, chị kêu thiếu cái gì thì đợi chứ nếu ngày mai là nó giao liền. Chỗ đó còn bỏ sĩ mà chị Phương nhớ ra đâu. Mai đã. Ngày mai đã.
bắt đi mua nó mày cho ông Huyện đi mua đi. Phí ship 30 ngàn. Nguyệt nhắn tin là bị hành ai đó, bị hành ta đó. Quá vậy nha, em đi nha. Ý là hành ta với Ngọc đó. Chữ nó sao mà ngà. Tao đang vẽ nét thì mày ta. Tao đang rẹn luôn. Bữa nay đừng có gọi là Nguyệt nữa, mà gọi là Nghiệt, Nghiệt, Nghiệt. Y nhân diệt chứ. Y nhân diệt kim. Nghiệp. Nghiệp, nghiệp, nghiệp. Có chữ nhung là không bị lá nè. Chữ lấy cũng không bị lá. Người ta viết rồi, lúc mà viết đồ người ta viết là lấy dài dài, lấy ngán thì ghét. Tên tiệm nail là tên của chị đó. Ly gọi là Ly, cho mình là Lý. Bị má Nguyệt Lý đi à. Dạ.
trải nghiệm đi. Anh chơi mở tiệm trong nội vui lắm. Qua là cũng có điều kiện hơn. Chị mình là hồi bữa mà chị cố chấp chị mở tiệm tại vì chị toan rồi lục á, tại chị toan rồi sợ hồi nó một hai á là chị mở, chị đi coi ngày rồi, chị đi coi ngày trước để mà chuẩn bị đặt đồ đó kia. Okay. Ý là ông này ông kéo là năm nay không có khởi nghiệp đâu, phải đợi tới năm sau. Tại bây giờ kinh tế nó cũng ngon, kinh tế nước Việt Nam mình đó, đang lủng củng vì ngân hàng nữa mà. Đó kiểu vậy. Trời, chị mà chị mở là chị toan hồi hôm mà bữa lục rồi. Người kia đi đái mà ông rủ ngọc thêm buồn khóc nãy giờ. Nguyệt ơi, Nguyệt, bên em đương gì hay đăng á, bên em đương gì hay đăng này này, Nhung Lan 15 bộ. Nói chị Nhung bớt ở đây. Nhung dễ dãi quá mà. Có thằng nghe chưa, sếp nói kìa.
shipper tới thì Ngọc này. 108. Hả? 108. Thì cái cây bữa cháu uống thật sự bắt đầu với cháu đá bớt liên tưởng này người nghe. Đen hồi đó giờ chị chưa hết luôn á. À kêu qua lóc. Kêu mở xbon thâu qua lóc đi.
Ở chứ là lời chị nói nhỏ vậy đó. Đó, chờ nói lại liền mà. Hồi xưa chị gặp cái trường hợp mà chị nói chuyện với con bé kìa mà nó giỏi điếc em. Ờ, nó kiểu nó khinh người với em kìa. Không thì nói chuyện với mình nó giả điếc. Xong cái con bé kìa kêu hết cái nó nghe liền. Em đâu có giả điếc đâu, ấy là không nghe thì Ngọc chơi bộ thứ 6 rồi kìa, mới đến 6 rồi kìa. Nguyệt sĩ giống mà.
sĩ rồi nha. Mày tém cái sĩ diện của mày lại luôn. Có sách mới kìa. Để ý tưởng nào chị mình Ngọc thôi. Dễ chị bạn Ngọc nói ý tưởng đó nha em nghe. Em biết trân trọng nó và em làm đi. Chứ không phải ai Ngọc cũng chỉ đâu nha. Nãy chưa? Nãy Ngọc chưa? Bởi tình nghĩa chị em mà cầu không bèn người quen mấy tháng mà. Là anh biết Ngọc thương rồi chừng mau đâu. Ngọc phi với tính mà.